Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào cho anh em. Tôi Tư chào cho anh em. Tôi Tiến Đạt chào cho anh em. Tôi Tuấn Đó chào cho anh em. Tôi Hữu Mạnh chào cho anh em. Tôi Trà chào cho anh em. Ok các bạn ạ, sau một năm dòng dã nắng mưa và hiện tại là mùa này là mùa nắng nóng nha các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dành ra một ngày để mình sẽ đưa anh em đi du lịch nha các bạn nha. Đấy, sau bao nhiêu ngày nắng là anh em nghe được thấy đi du lịch có thấy sướng không? Rồi. Đấy, hôm nay sẽ cho anh em đi ăn chơi bét tè là nhé luôn nhá. Đấy. Để về dọn đồ anh ạ. Từ từ bình tĩnh nhá. Xong thì cái hành trình ấy đi những đâu ấy thì một lát nữa là anh sẽ gọi là gửi định vị cho các em. Các em sẽ đi theo định vị rồi đến cái điểm đó thì sẽ có người gọi là hướng dẫn viên, người ta chỉ các em là đi như thế nào và thế nào nhá. Hiểu không? Đi máy bay à? Đi máy bay hay đi tàu điện được chứ? Nói chung là trên nhóm ấy thì mình sẽ gọi là gửi định vị này, xong rồi hướng dẫn anh em, rồi sẽ có hướng dẫn viên du lịch gọi là chỉ dẫn anh em từng bước đi như thế nào để có một buổi trải nghiệm mà du lịch gọi là tuyệt vời nhất nha các bạn nha. Đấy, thì anh em gọi là đã thấy hào hứng với cả chuyến du lịch ngày hôm nay chưa? Rồi. Thế anh nói xong chưa? Để em đi về em dọn đồ. Chuyến du lịch ngày hôm nay ấy, thì nó cũng đơn giản thôi, không cần anh em phải cầu kỳ quần áo gì đâu. Thì cứ đi đến đâu là anh gọi là chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Anh em chỉ cần cứ đi theo cái quy trình của anh thôi là được. Anh em hiểu chưa? Được. Bây giờ anh em đã sẵn sàng với chuyến du lịch này chưa? Phải nói là một cái tên gọi là Dubai nhá. Thì chuyến du lịch Dubai ngày hôm nay ấy, thì bây giờ là anh em gọi là anh sẽ đi trước. Anh em cứ chờ anh gọi là gửi định vị và hướng dẫn rồi anh em đi theo nhá. Rồi, bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu chuyến gọi là du lịch sang Dubai nha các bạn nhá. Thì anh em nào có xem được clip này của anh mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh mình nhá. Mình đã đến địa điểm trước đây rồi nha các bạn nhá. Thì mình có chuẩn bị rất là nhiều đồ cho anh em này. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là có một con gà này, rồi nước này, rồi hoa quả này. Đấy, mình còn gọi là kỹ chuẩn bị sẵn cho anh em cả gọi là muối chấm nữa nha các bạn nha. Đấy, thì đây mình đã gửi định vị cho anh em đây rồi các bạn ạ. Đây, gửi định vị cho anh em đây rồi. Đấy, ở một nơi gọi là kiểu như là đồng không mông quạnh một xíu thì chắc là anh em nó cũng đang tới rồi các bạn ạ. Đây, anh em nó tới rồi nha các bạn nhà. Đây, thì đây là khu gọi là nghỉ mát để mình xem là anh em nó sẽ phản ứng như nào nha các bạn nha. Đây, mình thấy anh em đang tới rồi con ạ. Đây là định vị của mình nha các bạn nha. Đấy, nói chung là đây là một cái đường rất là to. Cái cạnh cái đường này thì sẽ có một cái hồ. Thì anh em nó đang gọi là tìm đến đây rồi. Mình thấy anh em nó đang đi tới đây rồi nha các bạn nha. Đó, thì đây mình có chuẩn bị rất là nhiều đồ đây rồi. Thì đây sẽ là một khu nghỉ dưỡng các bạn ạ. Nghỉ dưỡng để xem là cái phản ứng của anh em khi mà đến khu nghỉ dưỡng này nó như thế nào. Đấy, đây. Xuống đây em ơi. Xuống đây. Cứ xuống đây. Đấy, anh em nó đến rồi, để mình xem mọi người xem phản ứng của mấy thằng này nha. Đấy, mình kỹ càng mình chuẩn bị hết cả đồ ăn những thứ đây rồi. Đây mới là địa điểm đầu tiên thôi. Thì anh sẽ là người kiêm hướng dẫn viên luôn. Đây thì thông báo với anh em thì đây là địa điểm đầu tiên mà anh em ta sẽ là chuyến du lịch đầu tiên của anh em ta. Dubai đấy, à? Đây là Dubai thì trước mắt là anh em cứ cởi áo ra trước đã. Mát thật đấy, trông mát thật đấy. Thấy hơi sai. Trước mắt anh em cứ cởi áo Dubai, ra trước đây. Dubai hơi lạ các bạn ạ. Rồi, anh em gọi là có nhìn thấy đĩa gì ở dưới không? Sắp thắp hương. Rồi anh em cất áo sang một bên đi. Áo cái gì kia? Gà luộc. Mặc cả áo được không? Tùy anh em rồi. Anh em thích mặc áo thì mặc áo thôi. Đấy, bê lên đi em.
ngon thế nhỉ? Đây nha. Thì anh em nhìn thấy nhiều như này thì anh em có thấy giống một khu nghỉ dưỡng nhỉ? Chưa giống lắm anh ạ. Chưa giống lắm hả? Thì bây giờ ấy là đây mới là địa điểm đầu tiên thôi. Còn địa điểm thứ hai, thứ ba, thứ bốn nữa. Đây là kênh ra đảo ấy. Không, cứ bây giờ cứ xong cái địa điểm đầu tiên đi đã. Hơi tò mò ấy. Thì cái địa điểm đầu tiên đó chính là anh em sẽ được ăn gọi là tráng miệng một con gà các bạn ạ. Đấy, rồi hoa quả, rồi nước nuôi và sẽ gọi là tắm ao ta đã. Xong rồi để cho nó quen cái mùi ao ta đi, không bây giờ mà ra biển một phát ra biển luôn đấy. Thì anh em sẽ gọi là bị không quen cái vị biển. Nên là mình để cho anh em địa điểm đầu tiên sẽ là ở Flamingo, gọi là Hương Đồng Tòa Nội nha các bạn nha. Đấy, thì bây giờ là anh em nhìn thế này đấy, anh em biết chưa? Bây giờ là anh em là vừa có thể tắm này, vừa có thể được thưởng thức như một khu nghỉ dưỡng cấp cao luôn. Sai nào? Không sai, không sai. Đây là địa điểm đầu tiên. Đây là địa điểm đầu tiên, anh em cứ xuống trước đi. Bây giờ là anh em vừa tắm là vừa thưởng thức luôn. Anh em làm biết bơi xuống trước đi. Đấy, anh nhảy, đây 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 dưới, đây đây dưới. Để anh xuống. Ui trời ơi. Ui ôi, thế hóa ra cũng lông mà. Ở đây bơi mát hết. Không, mày xuống đi em đỡ, xuống đi em đỡ. Xuống đi em đỡ đi. Để gãy chân đấy. Đây các bạn ạ. Đấy, đây là địa điểm đầu tiên nha. Nước kia sâu. Ôi mát mát thật nhưng hơi đục. Anh em đi camping đi đó. Du lịch đây á. Ôi, lâu quá. Ê, đợi kia đi chỗ. Hay là đi mò cua bắt ốc ơi. Từ từ. Có khi cho anh em ra đi mò cua ấy. Không, đây là địa điểm đầu tiên để anh em đi nghỉ dưỡng thôi. Gọi là chuyến du lịch nha các bạn nha. Bơi chả bơi được rồi. Bơi chả bơi được. Ao. Để camping xem hôm nay chuyến du lịch đặng phết. Đấy. Hai người đỡ. Đây, anh em gọi là nói chêm. Đấy. Đấy, với tí. Camping ngon đấy. Đây, bây giờ là sẽ là như này nhá. Anh em sẽ gọi là nghỉ dưỡng tại đây, gọi là ăn uống tại đây, xong là ăn xong ấy sẽ là đến chuyến địa điểm tiếp theo. Đấy, anh em hiểu chưa? Chìm chưa có đâu. Bây giờ trước mắt là anh em cứ tắm đi, anh em cứ tắm cứ bơi trước đi. Thôi anh em làm mệt thì vào để bơi nào anh. Không, ăn uống trước đi. Anh em ăn uống trước đi, nạp protein xong à nấu. Em ơi, em mà ăn uống trước đi xong em bơi có khi là sặc nghẹn đấy em ạ. Thế đây thì bơi thế nào anh? Sợ là cắm đầu cũng buồn đi. Không muốn bơi được mà em có thể đầm xuống. Châu đầm à? Thế thôi để mấy anh em kia đi bơi tắm mát trước mình ở trên này ăn trước nha các bạn nha. Đặt hộ anh một tay để anh thưởng thức đây, hướng dẫn viên còn đang gọi là cầm luôn cả đĩa muối cho anh em này các bạn này. Khả năng cho anh em lội đôi vòng hồ này là mệt đi làm rồi. Ăn được rồi. Lội rồi. Anh em bơi được, bơi đi. Có khả năng. Bơi đi em ơi, không là hết cơ hội đấy. Sâu lắm. Gặp đầu đây. Anh em tìm thấy địa điểm bơi đây rồi các bạn ạ. Nói chung là rất là sang trọng nha các bạn nha. Đây, gọi là được tắm bùn nghỉ dưỡng luôn các bạn ạ. Đây, mọi người sẽ thấy này, một khay đồ ăn khổng lồ luôn các bạn ạ. Đây, mình để cái đĩa đây. Đấy. Đấy, úi giời ơi, rơi mất một trái rồi. Nhưng mà đi. Mệt quá anh ơi. Mệt chưa? Đói rồi anh ạ. Đói rồi. Đi du lịch này vừa ăn vừa bơi này. Có vẻ. Đấy, nào. Quay. Đấy, bây giờ là hỏi thật lại anh em là khi mà anh em đi ra đây ấy là anh em thấy gọi là cái đĩa đồ ăn này có thấy ngon không? Ngon đúng không? Đấy, đây nói thật với anh em nhá, đây là một flamingo gọi là giá trị phải đến ngàn tỏi à. Đây các bạn thấy không? Chưa thấy cái flamingo nào mà có một cái gọi là bể bơi mà to mà rộng như này. Anh em thích đầm đi đầm mà lại còn có cả bùn nữa các bạn ạ. Đấy, thế mới sướng kìa các bạn nha. Đấy. Wow, anh em chuyến đây. Đấy, để trải nghiệm cái cảm giác đi flamingo đi xem nào. Thôi, mới
ngồi xuống đấy, ngồi xuống được mà. Xuống. Ai xia, ngồi về xuống. Ui, mạnh thế. Ui. Đấy. Đây, hai anh em hai bên để anh triển khai cho. Kiểu cảm giác như là anh em gọi là anh ở, ở khu sinh thái ấy các bạn ạ. Anh em đừng tua tay nha. Thấy tuần này không bị vặn đâu, mình đến vặn thôi mà. Ây dạ, gà đồi hay sao mà dài thế anh. Gà chắc vừa bắt trên này này. Ui. Ui dồi ôi, gà nó dài. Này chắc ngọt lắm đi. Ui. Ui. Dài thật. Mỗi tội là ở đây hơi hơi bất tiện một xíu nữa các bạn ạ. Bó ra chơi. Bỏ cái gan trong cái dài sao cho bò mía này. Ui trời, nóng quá. Anh Tư thưởng thức chưa đi? Hay là xé ra mỗi anh em một miếng nhá. Cho em đặt cái đùi. Em đặt đây. Đây, cho em đặt cái đùi. Chén luôn đi. Chén đi. Cái này trông bé con gà hơi yếu yếu. Yếu nhưng mà da nó dai. Mời các bạn nhá. Đấy, đấy. Các bạn nhá. Nguyên một cái đùi gà các bạn ạ. Nhìn phê lắm. Cực là ngọt. Ngon. Ui nó dài. Thôi anh em ăn ức trước đi. Cho nước đi. Gà này là gà xịn đấy anh em ạ. Anh mất công chuẩn bị gọi là gà xịn để cho anh em trải nghiệm một bữa gọi là du lịch. Đang đói rồi lại để được thêm cái cánh, thêm anh tuấn xế gà nữa. Nhìn mà nó thèm ma luôn. Ui. Ui. Của em đây. Không. Thôi, cái đó. Đã cảm thấy đói rồi em. Ôi gà dài lắm em ạ. Bố xin em tí vitamin gà đi em ạ. Đổ thức ăn miếng cơm để các em ăn miếng cháo. Đã để miếng nào. Ui gà nó dài. Thôi em thích chế em. Ngon mọi người. Anh cho gan vào bắt muối đi để răm. Rồi rồi. Bắt tất cả mọi người nhá. Đây. Nhưng gà chế bộ khác ăn ngon các bạn ạ. Dài em các bạn. Ngon. Mình thấy như là Tuấn nó không biết xé gà hay sao ấy con ạ. Gà nó dài hay sao ấy nhỉ? Không biết xé thật. Hay là do em không biết xé nhỉ? Cứ bỏ anh dăm mấy. Cho mọi người xem con gà đấy. Chuẩn bị cho anh em kỹ lưỡng như này. Đúng là một chuyến du lịch Dubai tuyệt vời nha các bạn nha. Anh xé cái ức đi. Thôi để anh em chờ lâu cái thịt ăn thuốc. Để anh em ăn xong con gà này mình sẽ hỏi cảm giác của anh em khi mà được đi gọi là du lịch Dubai cảm giác như nào nha các bạn nha. Xin anh em xé mà nhắn mà. Ơi. Ăn cái này em. Chào mọi người nha. Ngon. Em cứ đi cánh mọi người ơi. Trong ngoài thật nước ngoài thấy không? Biến này. Anh kiếm con gà đâu vậy? Gà này gà gọi là gà nhà anh nuôi đấy. Thì chắc này. Ngon không? Ngon. Sướng không? Ngọt. Mát không? Mát. Đúng rồi, như trong đậm tí. Đúng trong đậm. Cháu bê cái cân lên chứ chồng. Ngọc nước ấy. Rồi nào anh em được ăn gà rồi, được uống nước rồi. Bây giờ hỏi cảm giác của anh em gọi là khi mà được đi khu du lịch Dubai này thì anh em thấy như nào? Thế là sướng đấy, mát mà. Mí con nghỉ đấy, mát quá mát. Nhưng mà có tội là hơi đầm đầm thôi. Đầm đi. Hơi nhiều bụi. Mọi người thấy không? Anh em xé con gà kiểu cảm giác không? Nó dài, nó vất vả thật sự luôn đấy các bạn ạ. Ui ôi. Gà còn nguyên cả trứng này. Trứng hay mỡ? Trứng. Anh nhìn giống mỡ vậy ạ. Mỡ. Trứng.
quả trứng đấy ạ. Trứng mọi người ạ. Trứng. Béo ơi. Kiểu này trứng kiểu lòng đào này ngon. Anh em yên tâm đi, đây mới là địa điểm đầu tiên rồi, còn vài ba địa điểm nữa. Đây là như mình nói lúc đầu ấy, là để cho anh em trải nghiệm nước ao đi các bạn ạ. Anh em cứ từ từ tận hưởng cái cảm giác này đi các bạn ạ. Đấy, một năm mới chỉ có một lần thôi. Em đang tưởng tượng anh cho bọn em định nghỉ mát ở mấy cái chỗ kiểu dạng sang trọng, còn bọn em xinh tươi bón tận mồm. Em yên tâm là sau cái địa điểm đầu tiên này sẽ có những gọi là địa điểm tiếp theo sẽ có như vậy. Thấy hơi sai sai. Mà này khởi đầu thì như này, còn cái địa điểm tiếp theo không biết như nào. Không biết như nào. Địa điểm tiếp theo thì cứ phải gọi là anh em khi nào cảm thấy chán ở đây thì mình sẽ di chuyển sang địa điểm tiếp theo. Nóng lên, ăn no quá, nóng quá rồi, mình phải đi bơi tí đã cho mát. Đạt đã được trải nghiệm một cảm giác đi du lịch Dubai kiểu này bao giờ chưa em? Em chưa anh ạ. Thế hôm nay em đi như được kiểu đây là địa điểm đầu tiên, em cảm thấy như nào rồi? Mát và ăn gà ngon lắm. Thật à? Vâng. Thật rồi, đây nha các bạn nhà. Còn ba anh em này. Em này chỗ này có cái thuộc à? Em chỉ đợi chỗ địa điểm tiếp theo thôi nhỉ. Ừ. Có cái thuộc không? Đây các bạn ạ. Đây là kiểu đi bơi này. Đấy, đây là đi bơi xong lại vào để trải nghiệm đây thì đúng là cảm giác này thì không có gì phê bằng rồi các bạn ạ. Mát quá. Anh cho đây, đỡ em bơi mà. Mình bơi nữa. Tí nữa còn chương trình tắm bùn tại khu Flamingo này nữa, nên anh em cứ từ từ tận hưởng đi. Đây mới gọi là tắm dưới ao thôi con ạ. À, dưới bể, mình xin lỗi mọi người. Dưới bể bơi gọi là 10.000m. Em tưởng có mấy ghế, cả như mấy khu nghỉ dưỡng em đang liên tưởng những cái chỗ ấy. Một tí lên trên kia tắm bùn xong là sẽ có em ạ. Ừ. Nói chung là còn nhiều địa điểm lắm, mình sẽ dắt anh em đi từng địa điểm một nha các bạn nhỉ. Đây. Đây, anh em đã xén hết con gà nơi rồi con ạ. Ngon. Trời. Uầy, ba cánh. Thôi. Ba cánh trâu, cánh ăn nó đi. Ừ. Sang. Không đói đói gì bơi không à? Bơi đói không à? Ăn. Ừ. Ngon. Nè. Dạ ngon đấy. Làm tí đọc chân. Đầu tiên à? Dưới. Nhiều quá, sang chảnh á. Cũng mát đấy. Ủa, đầu tiên to nha. Mà bao lâu thời gian mình di chuyển anh? Bao lâu bọn em cảm thấy ok ở đây thì là sẽ di chuyển thôi. Được. Bọn em hãy trải nghiệm hết cái cảm giác ở đây đi, không mà tí là mình sẽ không quay lại địa điểm đầu tiên này nữa đâu. Em chỉ mong là đến địa điểm nào đẹp hơn thôi, đừng có quay lại địa điểm như này nữa anh ạ. Thế á? Thế khi nào anh em muốn thì để đi nhá. Chỗ nào nước xanh xanh tí, nước nâu nâu này. Hơi dục. Vừa nãy như mình nói là mình sẽ đưa anh em đi từng địa điểm một, thì đây là địa điểm đầu tiên. Dần dần là sẽ đến địa điểm nước gọi là xanh hơn nha các bạn nha. Thì phải ăn đây chứ anh ạ. Quăng đây cá ăn. Còn là mấy cái khu du lịch kia là người ta không nuôi cá để quăng. Là mình phải dọn đúng không? Đấy. Chán lắm rồi. Tiếp theo sẽ là nếu mà anh em chán rồi thì tiếp theo sẽ là đến gọi là đến khu
tắm trắng nhỉ. Ồ, khu tắm trắng hả? Đúng rồi. Xa không anh? Cũng gần đây thôi. Nghe thích nhỉ. Gần đây rồi á. Ờ, nói chung là anh sẽ gửi định vị cho các em cứ đi theo là sẽ có hướng dẫn thôi. Được. Em đi chuẩn rồi. Cái định vị đấy, cái định vị đấy thì anh sẽ cắm luôn, xong là anh em nghe này, cái định vị này thì bây giờ là anh sẽ gọi là dẫn các em đến luôn, bởi vì nó cũng khá là gần thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên trước nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, đây là một cái hồ, cái bể, xin lỗi mọi người, đây là một cái bể rất là to, gọi là rộng khổng lồ luôn các bạn ạ. Đấy, thì anh em đã xong địa điểm 1 rồi. Bây giờ sẽ đến địa điểm thứ 2, mình sẽ đi vào địa điểm thứ 2 trước nha. Thì đây sẽ là địa điểm thứ 2 của anh em nha các bạn nha. Thì đợi anh em lên đây. Đi đi đây, ra đây em ơi. Gần đây thôi. Anh em đi còn không quên gọi là đem theo hoa quả những thứ nha các bạn nha. Xin giới thiệu với anh em, thì đây là gọi là khu tắm trắng và gãi ngứa, gọi là free luôn. Thì đấy, thì bây giờ là anh em gọi là trải nghiệm tắm trắng và gãi ngứa tại đây luôn. Anh em gọi là nằm xuống và lăn vài vòng là sẽ được trải nghiệm. Tắm ở đâu anh? Đây, em nằm thẳng ở đây, gọi là lộn từ đây sang bên kia. Đấy. Lộn bò lộn. Nằm xuống em, xong em quay ấy. À. Đấy, đây là kiểu ở đây ấy thì là nó có cả bùn nha các bạn nha. Đấy. Quay đi em, quay đi em. Đấy, lộn đi. Anh ơi, em thấy có cái gì sai không? Ôi, cứ đây. Anh ơi, em thấy có gì sai không? Thấy toàn cỏ ngứa ấy. Từ từ. Không. Anh bảo. Đi vọng nghỉ mát rồi, tôi đi về đây anh em ơi, đi vào. Từ từ anh bảo. Anh bảo. À, đây là mới là địa điểm thứ hai thôi. Còn địa điểm thứ ba, thứ tư nữa. Từ từ. Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Từ từ. Còn ba địa điểm nữa, bởi vì anh lên lịch trình là có 5 địa điểm. Bởi vì sao mà anh bảo anh em không cần soạn đồ, đó chính là có 5 địa điểm. Thì ở đây là một địa điểm đầu tiên này. Và địa điểm thứ hai là anh em tắm bùn với cả gãy ngứa đấy, gọi là đồ. Được gãy ngứa rồi, em cảm thấy như thế nào? Thôi anh, thôi em theo em đi rồi. Ba như nào anh? Nghe anh, địa điểm thứ ba bây giờ là sẽ gọi là đi massage. Đây. Đây. Thôi làm ca thì nghỉ ba nha. Vừa là mình vừa nãy gọi là cho anh em ấy lên gọi là tắm gọi là tắm bể bơi này, rồi tắm trắng và gãi ngứa, thì anh em đã chạy hết sạch rồi các bạn ạ. Chạy sạch rồi, không dám đi đến địa điểm thứ ba. Mình thực sự còn rất là nhiều địa điểm nữa, nhưng mà anh em là phải chạy hết rồi các bạn ạ. Thực sự là mình muốn để cho anh em trải nghiệm cái cảm giác khi mà đi du lịch ở Dubai nó như thế nào, nhưng mà anh em chạy hết rồi, thật là buồn các bạn ạ. Đây mấy anh em ơi, quay lại đây, còn địa điểm thứ ba. Địa điểm thứ ba, quay lại đây. Quay lại đây. Thì nào, quay lại đây. Mình cố gắng thuyết phục anh em nhưng mà hình như là không được các bạn ạ. Địa điểm thứ ba rất là hay luôn. Địa điểm thứ ba massage rất là sướng luôn. Em mới tắm thôi, thôi mới tắm trắng. Vậy là mình không thuyết phục được anh em rồi các bạn ạ. Thì còn địa điểm thứ tư ấy, mình muốn cho anh em đi ăn hải sản, ăn cua, ăn ghẹ những thứ, nhưng mà anh em quyết định là anh em về rồi các bạn ạ. Nên là chắc là mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì đây là một clip gọi là thử lòng anh em thôi, nhưng mà anh em gọi là chạy hết rồi. Thì anh em nào mà có xem được clip này của mình mà hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, để anh em mình có những động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn nha các bạn nha.